Giá lúa gạo hôm nay 23 tháng 5 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định với cả lúa và gạo. Thị trường giao dịch bình ổn, gạo đẹp được chào cao. Gạo Việt Nam xuất khẩu vào EU tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, quý 1 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu vào thị trường EU gần 46.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 41,4 triệu đô la Mỹ, tăng đến gần 118% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý thị trường Pháp tăng đột biến với 18.200 tấn, trị giá 19,1 triệu đô la Mỹ, tăng gần 180 lần so với cùng kỳ. Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 do Bộ Công Thương công bố hôm 16 tháng 5 cũng cho hay, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước đạt 8,13 triệu tấn, trị giá đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về kim ngạch so với năm 2022. Trong khi châu Á tiếp tục là khu vực thị trường xuất khẩu lớn nhất trong năm 2023, đạt 6,1 triệu tấn, chiếm 75% tổng lượng xuất khẩu, tăng 22,8% so với năm 2022 thì khu vực thị trường châu Âu tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam, khoảng 1,6%. Mặc dù vậy, Lượng gạo Việt Nam xuất khẩu vào khối 27 quốc gia thành viên EU lại ghi nhận tăng 15,4% so với năm 2022, đây được xem là chỉ dấu tốt để hạt gạo Việt Nam chinh phục thị trường cao cấp này. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 2,1 triệu tấn gạo với kim ngạch 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% về lượng và 40% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đối thủ Thái Lan xuất khẩu gần 2,5 triệu tấn gạo, tăng 19,4%. Hiện nhu cầu tiêu thụ gạo của thế giới đang ở mức cao. Nhưng trong tháng 4 vừa qua, giá gạo thế giới liên tục giảm do Việt Nam và nhiều nước đang vào vụ thu hoạch rộ. Trong đó, với lúa, theo cập nhật từ tỉnh An Giang hôm nay, giá các loại lúa vẫn tiếp tục đi ngang, cụ thể lúa IR504 ổn định ở mức 7.500, 7.600 đồng 1 kg.

giá nết Long An dao động quanh mức 9.800, 10.500 đồng 1 kg, nàng nhen khô 20.000 đồng 1 kg. Ghi nhận tại các địa phương Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang hôm nay nhu cầu mua lúa hè thu có lai rai, trong đó tại Tân Thạnh, Long An, giá bình ổn so với hôm qua, đối với lúa khô, nhu cầu mua ít, giá biến động nhẹ. Trên thị trường gạo, giá hôm nay ổn định, không biến động hiện gạo nguyên liệu hè thu giữ ổn định ở mức 11.550, 11.700 đồng 1 kg, gạo thành phẩm vẫn giữ nguyên giá ở mức 13.850, 13.950 đồng 1 kg. Với phụ phẩm cũng tiếp tục đi ngang, trong đó giá tấm ổn định 10.310, 400 đồng kg và cám khô ở mức 7.050, 7.150 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ giá gạo không biến động. Cụ thể giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000, 16.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 17.500, 19.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thân thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.000. 19.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái giá 18.500 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Thị trường gạo tại các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm nay nhìn chung lượng vẫn ít, giao dịch chậm. Cụ thể tại Sa Đéc, Đồng Tháp, gạo về ít, kho cho giá tùy mặt gạo, giá gạo đẹp cao. Tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, gạo về ít, vắng ghe, kho mua vào khá, giá nhíp nhẹ với gạo đẹp, tại Lấp Vò, Đồng Tháp, lượng ít, giao dịch chậm, giá bạn hàng đòi cao hơn hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm hiện ở mức 588 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 562 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 485 đô la Mỹ một tấn. Giá thép hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2024, giá thép cây trên sàn giao dịch thượng hải (SHFE) giao tháng 2 năm 2025 tăng 45 nhân dân tệ lên mức 3.811 nhân dân tệ/tấn. Thép cây SHFE rời bực vờ một tăng 0,7% lên 3.735 nhân dân tệ/tấn. Thép cuộn cán nóng sơ hở hực vờ một tăng 0,5% lên 3.865 nhân dân tệ thép thanh sơ vê đúc rực một tăng 1,8% lên 4.006 nhân dân tệ và thép không gỉ sơ, sơ 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 một tăng lên 1,4% lên 14.455 nhân dân tệ. Giá thép tại thị trường trong nước Trong quý 2 vừa qua, tập đoàn Hoa Sen có xu hướng tăng tích trữ nguyên liệu trở lại, với số ngày tồn kho bình quân đạt 112 ngày và số dư tồn kho bình quân đạt 12.100 tỷ đồng, tăng 49% so với quý liền trước. Động thái này có thể đến từ kỳ vọng các đơn hàng tiếp tục khả quan trong các quý tới, nhất là khi tập đoàn Hoa Sen đang tăng cường thâm nhập các thị trường ngách ở khu vực ASEAN như Malaysia. Đồng thời, giá thép cuộn cán nóng, HRC, giao dịch ở mức thấp, chỉ khoảng 530-550 đô la Mỹ một tấn, giảm 10% so với quý liền trước. Về triển vọng nửa cuối niên độ tài chính 2024, tương đương quý 2 và quý tháng 3 năm 2024, nhiều tổ chức tài chính duy trì quan điểm tích cực với hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoa Sen nói riêng và các doanh nghiệp ngành thép nói chung. Nhu cầu trên thị trường nội địa được kỳ vọng sẽ tăng tốc vào những tháng cuối niên độ tài chính khi cao điểm mùa xây dựng diễn ra và thị trường bất động sản hồi phục khi các bộ luật mới được áp dụng sớm. Giá thép hôm nay tại thị trường trong nước ổn định. Theo khảo sát trên siêu online, giá thép hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2024, cụ thể. Giá thép tại miền Bắc Giá thép hòa phát dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 cũng giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.540 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.940 đồng 1 kg. Thép thanh vàng D10CB300 giảm 10 đồng 1 kg, xuống mức 14.630 đồng 1 kg. Giá thép Việt Nhật, VGS, với dòng thép CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.110 đồng 1 kg, với dòng thép D10CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng 1 kg. Giá thép Kio Việt Nam KVSC với dòng thép cuộn thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 13.970 đồng 1 kg với dòng thép thanh vàng D10 CB300 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.270 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ VAS với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.110 đồng 1 kg với dòng thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Trung Giá thép hôm nay tại miền Trung giảm 100 đồng 1 kg ở một số thương hiệu thép. Cụ thể Giá thép hòa phát với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.390 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.440 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.750 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.670 đồng 1 kg. Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.690 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam Giá thép hôm nay tại miền Nam cũng giảm 100 đồng 1 kg. Cụ thể, giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.590 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Thép Việt Mỹ, VAS với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.010 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 ở mức 14.410 đồng 1 kg. Thép tung ho, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng d 10 cb 300 ở mức 14.510 đồng 1 kg. Thông tin mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương.